Các bạn có bao giờ thắc mắc rằng là một người làm review chia sẻ về trải nghiệm, về kiến thức nước hoa như mình có bao giờ truyền tải sai một cái gì đấy không? Thì câu trả lời rằng có. Mình phải thú nhận với các bạn là như vậy. Tại vì ở Việt Nam ấy thì không có một cái trường lớp, thậm chí là ở châu Á cũng gần như là không có một cái trường lớp nào đào tạo về hương liệu, đào tạo về nước hoa để có thể truyền tải kiến thức theo cái kiểu đúng kiểu sách vở được. Mà những người chơi sâu hay là những người có nhiều trải nghiệm hay là người làm review như mình thì phải đi học những cái kiến thức, đọc những cái kiến thức ở nước ngoài, ở trên mạng để truyền tải lại cho các bạn nó một cách đúng đắn hơn. Và kênh của mình trước đây mình truyền tải khá là nhiều những cái sai lầm mà mình nghĩ rằng là mình phải cần phải có một cái video để đính chính lại và giải thích lý do vì sao. Và đây sẽ là cái video đó. Mình đã nốt ra đây những cái sai lầm mà trước đây mình nghĩ rằng là nó luôn luôn đúng, nhưng sau khi trải nghiệm cũng như là học hỏi được các đàn anh đàn chị đi trước cũng như là những cái blog về nước hoa thì mình đã thay đổi khá là nhiều. Cái sai lầm đầu tiên đó chính là nước hoa thì phải có 3 tầng hương. Không, không như vậy. Thậm chí là trước đây mình luôn luôn bị áp dụng một cái quan điểm là nước hoa xịn thì phải có 3 tầng hương và nước hoa giả thì không có 3 tầng hương. Nhưng mà sai hoàn toàn các bạn. Không tin thì các bạn có thể pause cái video lại đây và các bạn ra dùng cái nước rửa tay hay là nước rửa bát gì đó, các bạn dùng nhiều một tí để nó có mùi và cứ sau khoảng tầm 5 phút bạn ngửi lại thì bạn sẽ thấy rằng là nó có sự thay đổi. Và cái này nó liên quan đến cái độ nặng nhẹ của phân tử mùi hương. Thì ví dụ một trong chai nước hoa nó có rất nhiều những cái nốt hương khác nhau, ví dụ như cam, chanh, như hoa, như gỗ, và cái độ bay hơi của từng nguyên liệu nó cũng phụ thuộc vào cái phân tử của những cái nguyên liệu đó. Thế nên là một chai nước hoa hay tất cả những cái thứ liên quan đến mùi khi mà nó là tổ hợp của nhiều nguyên liệu khác nhau thì nó đều có sự biến đổi về mùi hương. Đó là điều chắc chắn. Thế nên chúng ta không nên đánh giá một chai nước hoa chuẩn bằng cách là phải ngửi thấy 3 tầng hương và đánh giá là những cái thứ mà không ngửi thấy 3 tầng hương thì không phải là nước hoa xịn. Thì đây là một cái điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn chỉ cần nhớ điển hình có một chai là Baccarat Rouge 540 của nhà MFK. Thì chai nước hoa đó nó gần như là xuyên suốt từ đầu đến cuối, nó chỉ là một mùi. Nhưng mà nếu như chúng ta cảm nhận, chúng ta ngửi kỹ, cứ khoảng thỉnh thoảng 5-10 phút một thì các bạn cũng sẽ ít nhiều nhận thấy sự biến chuyển. Thậm chí là có những chai nước hoa nó còn biến chuyển tầm chục lần liền. Nghĩa là mỗi lúc chúng ta ngửi thì nó lại ra một kiểu khác nhau. Đó, thế nên là đây là một cái hiểu biết sai lầm nếu như các bạn đang nghĩ rằng là nước hoa phải có 3 tầng hương. Sai lầm số 2 mà mình muốn chia sẻ ở đây mà mình nghĩ rằng rất nhiều bạn đang có cái suy nghĩ như vậy, đó chính là nguyên liệu tự nhiên thì mới xịn sò, thì mới đắt tiền, và những chai nước hoa có nguyên liệu nhân tạo thì nó không tốt, thậm chí là nó là fake. Không, sai hết. Sai hết các bạn ạ. Trong thế giới mùi hương này thì cái sự quan trọng của nguyên liệu tự nhiên và nguyên liệu nhân tạo nó là như nhau. Thậm chí là đến bây giờ khi mà để đảm bảo cái yếu tố xanh ở trong môi trường, đảm bảo về cái độ cân bằng của thiên nhiên thì người ta sẽ cố gắng tìm ra những cái mùi hương nhân tạo giống với mùi hương tự nhiên nhất có thể. Và cái thứ hai là trong cái việc mà sản xuất mùi hương ấy thì cái yếu tố về chi phí đặt lên hàng đầu. Vì vậy một cái mùi hương mà được làm từ phòng thí nghiệm so với một mùi hương tự nhiên nó là như nhau, mà chi phí của bên nào rẻ hơn thì người ta sẽ lựa chọn bên đó. Nó có liên quan đến chi phí này, nó liên quan đến thời gian trưng cất các kiểu. Vì vậy thì chúng ta không nên có một cái quan điểm là nước hoa có nguyên liệu nhân tạo thì nó không được đánh giá cao, không được nhiều người thích, không nên dùng vì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Không bạn ạ, cái gì nó đủ liều lượng, đúng cái liều lượng quy định thì nó đều an toàn cả. Còn nếu như mà những cái nguyên liệu tự nhiên nếu như vượt quá hàm lượng thì nó cũng sẽ không an toàn đến sức khỏe. Và cái điều này thì đã có hẳn những cái bên về đưa ra những cái đạo luật về mùi hương rồi, các bạn không cần phải lo. Những cái chai nước hoa ra đến thị trường thì gần như rằng là nó đã đảm bảo cái yếu tố những cái phần trăm rất nhỏ những người sử dụng bị ảnh hưởng. Thế này chúng ta chỉ cần tận hưởng mùi hương, tận hưởng cái mũi, cái đôi bàn tay của những người sáng chế ra những cái mùi hương đó. Chỉ cần ngửi ngon, hợp là quất. Còn đừng đặt nặng cái vấn đề rằng là nước hoa phải là nguyên liệu từ tự nhiên thì mới xịn, thì mới tốt. Thậm chí là nhiều nguyên liệu tự nhiên ấy nó bám còn kém hơn cả nguyên liệu nhân tạo. Mà nói thật với các bạn nhé, đôi khi để cái mùi hương nhân tạo và cái mùi hương tự nhiên vào để cho các bạn ngửi chỉ cần xé mát đi thôi thì các bạn cũng chả biết được là đâu là nhân tạo, đâu là tự nhiên đâu. Thế nên là đừng đặt nặng cái yếu tố đấy quá. Cái sai lầm số 3 là cái sai lầm mà mình đã truyền tải trong cái video
đó là xịt nước hoa đúng cách. Chắc đến bây giờ nó khoảng tầm 300.000 view rồi. Và thực sự thì đến bây giờ mình thấy là nhiều người làm content ở trên TikTok, lẫn YouTube vẫn đang có truyền tải một cái quan điểm sai, đó là trà sát nước hoa thì sẽ làm biến đổi mùi hương. Không, không thể nào. Trời ơi, cái việc mà các bạn trà sát nước hoa sau khi xịt ý, thì khi mà các bạn trà sát thì nó sẽ tăng cái nhiệt độ của cơ thể lên. Và cái mùi hương thì các bạn chỉ cần hình dung như thế này, đó là khi mà các bạn vào mùa hè và mùa nóng, các bạn vận động nhiều thì cái độ tỏa hương nó sẽ tốt hơn, và nó làm giảm tuổi thọ của cái mùi hương đó ở trên da. Và mùa lạnh thì nó ngược lại, đó là độ tỏa hương nó kém hơn và nó lưu tốt hơn. Vì thế thì khi các bạn trà sát như này thì là tăng nhiệt độ, và gần như là cái phân tử nước hoa nó không thể nào phá vỡ vào một cách rất đơn giản, đó là trà sát nhẹ như thế này được, trừ khi các bạn kiểu kỳ ghét. Thì mình không nói nhá, tại vì thực ra cũng không có một cái nghiên cứu nào chứng tỏ việc là trà sát như này làm vỡ các phân tử nước hoa được. Và khi các bạn trà sát này, nó chỉ làm giảm tuổi thọ của mùi hương ở trên da thôi. Đấy, đấy là một cái mà trước đây mình hiểu sai. Và cái đấy thì thực ra cũng không khuyến khích các bạn, nhưng mà cái việc trà sát nó không bị ảnh hưởng quá là nhiều. Nó chỉ làm giảm tuổi thọ xuống khoảng tầm, giảm tầm nửa tiếng thôi. Nó không kiểu biến chuyển quá nhiều. Kể cả khi các bạn tắm vậy, thì các bạn nhận thấy rằng là khi các bạn xịt một cái mùi hương lên da và các bạn tắm nước nóng thì cái mùi hương này nó biến chuyển rất là nhanh. Thì cái nhiệt độ là một cái yếu tố khá là quan trọng trong cái việc lưu hương, lưu cái mùi hương đấy ở trên da. Nên là chúng ta hoàn toàn có thể trà sát chấm như thế này, và chúng ta xoa lên tay nếu như mà các bạn xịt quá là nhiều và nó không ảnh hưởng gì đến việc là biến đổi mùi hương. Nó chỉ ảnh hưởng đến cái tuổi thọ của mùi hương lưu trên da thôi. Và nếu như các bạn muốn một cái mùi hương nó lưu lâu hơn ở trên da thì hãy xịt vào những nơi cao nhất ở trên cơ thể. Mình không nói đầu nhá, không nói ở trên cái phần đầu mọc tóc này. Các bạn có thể xịt ở đằng sau gáy, các bạn có thể xịt vào ở phần mang tai, vì đây là những cái nơi khá là hạn chế về việc tiếp xúc. Ví dụ các bạn xịt vào cái cổ tay này, các bạn kiểu mặc áo này, các bạn cử động nhiều nó sẽ xả sát và nó cũng sẽ làm mùi hương nó lưu kém hơn ở những nơi như kiểu ở sau gáy hay là ở sau tai này. Cái này mình đã kiểm nghiệm thật rồi và mình chia sẻ các bạn. Còn một cái quan điểm sai nữa, đó là nhiều bạn thì cầm một chai nước hoa lên, các bạn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ok, thứ hai mình thấy rằng là mình cũng là một người khá là trân trọng những cái chai nước hoa mà mình có, đặc biệt là những chai nước hoa đắt đỏ mình bỏ ra. Nhưng mà không nhất thiết là các bạn phải bọc nó ở trong những cái tờ giấy, xong rồi các bạn cho vào tủ, các bạn bọc ở tầm mấy lớp làm gì cả. Không nhất thiết là phải thế. Các bạn chỉ cần bảo quản đúng cách, và mình đã có một cái video bảo quản nước hoa đúng cách rồi. Và cái việc mà các bạn kiểu sóc nước hoa lên, hay là chẳng may có một ai đó khi mà người ta vận chuyển hàng thì người ta sóc lên, thì các bạn sợ là nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng mùi hương, thì không phải đâu. Tại vì khi mà người ta, một chai nước hoa được sản xuất ra thì nó đã qua rất là nhiều khâu vận chuyển mọi người ạ. Và những cái người làm ra những cái mùi hương cũng như là những cái công ty phân phối thì người ta đều đã tính toán đến cái việc là chai nước hoa đó có thể bị sóc lên rồi bị vận chuyển va đập vào đâu đấy. Tất nhiên là nó có hộp rồi, nhưng mà cái việc đấy thì gần như là không làm thay đổi chất lượng của mùi hương. Kể cả các bạn bảo quản dưới ở những cái yếu tố bình thường thì để một chai nước hoa thay đổi thì nó cần một cái thời gian rất dài. Tại vì trong những chai nước hoa ấy, thì như mình nói là có cồn này, có tinh dầu rồi những chất bảo quản, nước những thứ đều đã tính toán hết đầy đủ cho bạn rồi. Vì thế thì các bạn chỉ cần bảo quản nước hoa như những đồ mỹ phẩm bình thường, tránh những cái nơi có ánh sáng mặt trời mấy thứ, tất cả đã chia sẻ trong cái video bảo quản nước hoa rồi. Và cái việc sóc nước hoa lên để xem nó có sủi bọt hay không, để xem đấy có phải nước hoa fake hay không, thì nó là hoàn toàn vô nghĩa. Cái sai lầm cuối cùng ở đây đó chính là giới tính của nước hoa. Có phải chỉ nữ mới xịt được nước hoa của nữ, chỉ xịt được những cái chai nước hoa có tông mùi hoa hồng, hoa nhà những cái thứ, còn đàn ông thì phải chơi những cái nốt hương nặng? Không, không phải như vậy. Với cá nhân mình, khi mà mới đầu thì có thể mình hơi e dè khi nhìn thấy những chai nước hoa for him hay là for her. Nhưng mà khi các bạn có một cái sự trải nghiệm rồi và các bạn thấy rằng là có những cái nốt hương nó rất đẹp ở trên da. Ví dụ như trên da mình rất thích những cái nốt rượu. Và mình nghĩ rằng là những chai nước hoa nào có rượu mình sẽ xịt, kể cả nhớ là những chai nước hoa của nữ. Và khi các bạn kiểu trải nghiệm đến một cái mức nào đó rồi thì các bạn sẽ không bị cái yếu tố ranh giới việc giữa việc là nước hoa nam, nước hoa nữ nữa, mà các bạn chỉ tìm cho mình những cái mùi hương phù hợp. Chúng ta không cần phải chọn những thứ nó quá theo quy luật. Cái mùi hương này nó là một cái rất là phóng khoáng, nó cả một cái khá là kiểu
gọi là theo cái cảm nhận của chủ quan, có những cái mùi hương của nam lên da nữ rất đẹp, và ngược lại có những cái mùi hương của nữ lên da của nam lại cực kỳ là nam tính. Vì thế thì nếu như có dịp hãy thử những chai nước hoa của nam, hoặc là bạn là nam thì bạn hãy thử những chai nước hoa của nữ. Biết đâu chúng ta chưa hài lòng với tất cả những cái mùi hương cho nam, nhưng mà khi chúng ta thử những cái mùi hương cho nữ chúng ta thấy là nó phù hợp. Thì như mình nói ở trong rất nhiều những cái buổi livestream ở trên TikTok cũng như là YouTube, thì các bạn chỉ cần tìm những thứ nó phù hợp với bạn, phù hợp từ cái gu mùi, từ cái phong cách, và đừng quan tâm lắm về cái việc là mác của chai nước hoa, tên của chai nước hoa cả. Hãy tìm thứ phù hợp với mình. Không biết là mình còn những cái sai lầm nào không nhở? Tại vì có thật là khi mà mình làm cái video này thì mình cũng chỉ list được từng đó thôi. Và nếu như các bạn nào có những cái sai lầm nào các bạn muốn chia sẻ với mình, với mọi người, hay là các bạn thấy rằng là mình còn đang chia sẻ những cái gì sai, thì mình rất muốn các bạn đóng góp cho mình để mình có thêm nguồn kiến thức để mình học hỏi. Mình có thể là một người chia sẻ đến những các bạn những cái điều nó chính xác nhất có thể. Và nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên việc like, share cũng như là ấn vào nút chuông theo dõi để có thể nhận được nhiều video chất lượng hơn của mình. Còn bây giờ thì xin phép, xin chào và hẹn gặp lại. Bye!